Hello, vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm cực kỳ là chất và sống động của con loa gỗ dài các bác nhá. Đấy, loa gỗ dài con này dài 40 cm. Của nó thì nó sẽ là có hai con bát hai bên và cái quả trầm ở giữa. Âm thanh thì cực kỳ là hay luôn, chất âm sống động nhá. Chiều cao của nó là 10 cm, chiều rộng của nó là 10 cm và chiều dài của nó là 40 cm nhá. Chất âm cực kỳ là hay và sống động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn anh em. Các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên shop Phạm Huấn các nhá. Các bác lên mã giúp cho em là loa gỗ dài nhá, loa gỗ dài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. 250. Các em lên cho em là loa gỗ dài nhá, giá của nó sẽ là 250k. Đó, loa gỗ dài này. Đấy, loa gỗ dài. Bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 250k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. Chất âm của nó thì cực kỳ hay và sống động luôn. Đó, rất là hay các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái kéo khui bia các bác nhá, kéo khui bia. Các bác lên mã giúp cho em là kéo khui bia. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý bác anh chị cái giá cũng rất là tốt nhá. 85k cho một con kéo khui bia như này. 85k các nhá. 85k một con kéo khui bia như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn, của thương hiệu Kabushi nhá. Rất chất lượng luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật loằng ngoằng đấy các bác. Đấy, đây. Chữ Nhật hết con này. Đấy, chữ Nhật đây các bác nhá. Đó, chữ Nhật đây. Đấy, hàng rất chất lượng luôn. Con này thì có thể là dùng khui bia này, đánh vảy cá này, cắt gà, cắt cá này, rồi là mở nắp chai này, rồi kẹp cua ghẹ này, rất nhiều tính năng trong một con kéo này luôn. Đây, hàng siêu sắc bén luôn các nhá. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Đấy, cắt rất là ngon luôn nhá. Cắt giấy bóng này. Đấy các nhá, giấy bóng mềm, giấy bóng dai, sơi được hết các nhá. Đó. Nói chung là con này thì hàng rất là chất rồi. Đấy, chuồi cùn rẻ rách là nó chơi được hết các nhá. Đấy. Đây, em sẽ cắt cái miếng rẻ cho các bác xem này. Đây, đấy các cụ nhà mình gọi là dai như rẻ rách, mà đây là rẻ in rẻ bằng ni lông rất là dai nhá. Đây, cắt rất ngon luôn các này. Đấy. Rẻ rách ơi là rách này. Đấy, dai như rẻ rách các nhá. Đó. Cắt rất là ngon luôn, cắt rẻ rách mà như kiểu là cắt hoa các bác nhá. Đó. Rất là ngon luôn. Các bác nghe cái tiếng kéo nó sập tanh tách như này, các bác đã nghe thấy sướng tai rồi các nhá. Đấy. Rất là sướng luôn các nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã cho em là kéo khui bia nhá. Hàng cực chất và giá cực tốt luôn. Kéo khui bia, giá của nó sẽ là 85k cho con kéo khui bia này. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái mũi khoan tháp các nhá. Mũi khoan tháp, bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi, bộ 5 mũi khoan tháp này, hàng của thương hiệu Unica Japan, bộ 5 mũi khoan tháp, giá của nó sẽ là 240k nhá. 240k và bao ship cho cái bộ 5 mũi khoan tháp này nhá. Đó. Bộ mũi khoan tháp 240k, 5 mũi quá nhá. Hàng siêu chất luôn. Đấy. Đây, chất liệu của nó thì là bằng thép hợp kim nhá, thép hợp kim. Vô cùng là sắc bén luôn. Đấy, các cái số đo của nó đây các bác này. Đấy. 1/4 đến 3/8 này, 3/16 đến 7/8 này. Nói chung là các bác làm thợ làm nghề thì cái thông số này nôm na là các bác cũng hiểu rồi. Và nói chung là thôi mình cứ mang về mình vừa cái cữ nào thì mình xử cái cữ đấy. Nó nôm na nó như vậy thôi. Giá rất là tốt luôn, 1 2 3 4 5. Bộ 5 mũi như này bên shop đang trân trọng gửi tới bác cái giá đó là 240k cho bộ 5 mũi khoan tháp như này nhá. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn 240.000. Đấy, tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái chảo Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là chảo Nhật này. Đấy, lên đã giúp cho em là chảo Nhật này. Rất chất lượng luôn, 260k một chiếc này. Đường kính của nó sẽ là 28 cm. Con này thì nó sẽ đun được tất cả các loại bếp nhá. Tất cả các loại bếp cho các bác luôn. Đó. Đun được tất cả các loại bếp cho các bác luôn. À xin lỗi các bác là bếp từ biết là đun thoải mái nhá. Còn những cái bếp kia thì em cũng chưa test. Đấy, nhưng mà con này là đun được bếp từ không nhá, đun được bếp từ. Đấy, xin lỗi các bác vậy, không đến lúc về các bác lại không đun được bếp kia, các bác lại mắng em chết. Đây, đấy, hàng thì toàn bộ chữ Nhật hết đây, các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật lòng ngoằng đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật lòng ngoằng, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây là cái cán của nó này, cán của nó thì về các bác chỉ cần xoáy cái cán này vào cho em là xong, nó rất là tiện nhá. Đấy, xoáy cho em cái cán này vào, cán bằng gỗ chống nóng nhá. Đấy các bác sập này cho em, sau đó thì mình xoáy cái quay này vào là xong. Hàng rất tiện dụng nhá, đường kính của nó là 28 cm nhá. Chảo 28 cm, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Một con chảo 28 cm như này, giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đây, rất chất lượng luôn, cầm cực kỳ là chắc nhá. Đấy, hàng đánh nhám chống dính nhá. Đấy, đánh nhám chống dính này. Đấy, đánh nhám chống dính cho các bác luôn. Đó, hàng đánh nhám chống dính nhá. Đây, đinh thì chốt bằng đinh nhôm, cực kỳ là chắc chắn nhá. Nói chung là một con chảo cực kỳ là chất đấy. Giá chỉ có 260.000 thôi, siêu chống dính cho bác luôn. Đun bếp từ thoải mái nhá. Con này đun bếp từ thoải mái, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu, hoặc là các bác nào dùng bếp từ thì có thể dùng bếp từ để ăn lẩu được luôn. Con này nó cũng rất là vừa xinh để các bác dùng để ăn lẩu là ok. Lên mã giúp cho em là chảo Nhật nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 và bao ship, đường kính là 28 cm. Đun bếp từ ok luôn nhá, 28 cm.
lên mã giúp cho em là chảo Nhật nhá các bác nhá. Đó, chảo Nhật giá của nó sẽ là 260.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái ống hút nước rửa bát nhá. Đây. Đấy, cái quy trình lắp đặt của nó thì nó nôm na nó như này các bác. Đó, cơ bản thì nó như này. Đấy, các bác sẽ nhận được sản phẩm thì bao gồm là một con thân bơm này, một con thân bơm như này cộng với lại một cái đầu dây để các bác hút này. Nó rất là tiện nhá, một cái bộ sản phẩm như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó chỉ có là 100k thôi. Đấy, 100k cho cái bộ hút rửa bát như này. Đây các bác nhá. Đấy, quy trình lắp đặt này. Thì mình hay dùng chai nước rửa chén loại nhỏ này, nhưng ghét mỗi cái dùng không được lâu, chưa kể lúc dùng nước dây rớt lung tung hơi mất thẩm mỹ. Vừa hay mình phát hiện được công dụng của cái nút tròn này. Đây là bộ vòi bơm nước rửa chén. Chi tiết nó sẽ như này cho các bạn dễ tưởng tượng nhé. Chỉ cần luồn dây qua lỗ này nối với đầu bơm rồi vặn cố định lại, cho đầu hút vào lọ nước rửa chén là xong. Sót phải nói dùng cái này tiện hơn cầm chai bao nhiêu mà trông cũng sang xịn mịn nữa. Hết chai này mình sẽ làm hẳn can 5 lít về dùng cả năm không phải lo mua nước rửa chén luôn. Đấy, rất tiện thôi nhá. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Các bác lên cho em là hút rửa bát, giá chỉ có 100k nhá. Hút rửa bát này. Đó. Hút rửa bát nhá. Đấy, hút rửa bát. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đấy, cho cái ống hút rửa bát này. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn. Lên cho em là ống hút rửa bát giá 100k. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là đèn bão các bác nhá. Đấy. Lô này đợt này hàng về giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đèn bão nhá. Đấy, đèn bão. Giá của nó sẽ là 110k cho con đèn bão này nhá. Đó. Hàng đợt này về giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là đèn bão 110.000. Đấy. Em cũng chỉ còn có mấy con nữa thôi. Hàng đợt này về không được nhiều cho nên là thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Kéo lên các bác này. Đấy thì nó sẽ có ánh sáng này. Trên này thì nó sẽ có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Và ở đây thì nó sẽ có cái quạt mát này các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Quạt gió chạy vù vù luôn các bác nhá. Đó. Rất là tít luôn. Thì về các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây là các bác có thể sạc trực tiếp. Nó có tặng dây đây, các bác sạc trực tiếp điện 220V luôn hoặc các bác sạc qua tấm pin năng lượng mặt trời. Khi các bác sử dụng quạt thì các bác ngửa cái lẫy này lên cho em để cho quạt nó lấy gió thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đây các bác nghe tiếng quạt nó kêu này. Đấy, gió rất mạnh luôn, quạt kêu ù luôn các bác nhá. Đó, rất nhiều gió luôn các bác. Đó. Giá thì con này bên shop đang bán là 150.000. Đấy, đợt này thì xả thanh lý cho các bác, hàng về giá tốt, xả thanh lý cho các bác, giá là 110.000 các bác nhá. Ở đây thì sản phẩm của nó là sẽ kéo lên là nó sẽ như này này. Đấy, các bác có thể dùng cả quai sách, cả quai đeo được luôn. Rất là tiện nhá. Đấy. Ánh sáng của nó thì cũng khá là sáng nhá và có tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Mưa bão gió các bác có thể sử dụng năng lượng mặt trời hoặc các bác có thể sạc trực tiếp qua con sạc này. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Các bác lên cho em là đèn bão nhá, giá là 110k cho con đèn bão này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái thanh cài dao các nhá. Các bác lên cho em là thanh cài dao, con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 45cm. Đấy, thanh cài dao chiều dài nó khoảng 45cm. Con này thì bên shop đang bán cho bác cái giá đó là 110k. Đấy, 110k. Đấy, thì đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. 100k cho con thanh cài dao như này, chiều dài của nó là 45cm các nhá. Dài là 45cm. Về các bác bắt vít vào cái đầu này là xong. Đó, bắt vít vào cái đầu này là xong. Đấy, rất là tiện dụng cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có các cái khe như này để các bác cài dao này. Và cái này để các bác treo móc khóa này, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, treo móc khóa như này nó rất là treo, gọi là treo đồ đoàn đấy. Treo đồ chảo, xoong, nồi rồi nói chung là treo cái gì cũng được, nó rất là tiện luôn. Đấy, nhiều bác nhận hàng thì các bác phải bảo tao có mua cái móc quần áo đâu, cái này không phải móc quần áo, nó là thanh cài dao nhá. Các bác về các bác bắn vào tường sau đó thì các bác dắt dao vào đây cho em. 1 2 3 4 ngăn như này các bác phải dắt được khoảng 20 con dao. Nói chung là tiện dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Nhà bác nào mà có tới 20 con dao là nhà siêu đầu bếp được các bác nhá. Giá 100.000 thôi. Đấy, đang bán 150k các bác nhá. Giá cũ 150.000 đấy. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là băng dính trong hai mặt nhá. Đấy. Các bác lên cho em là băng dính trong, giá của nó sẽ là 30k. Đó, băng dính trong. Đấy, băng dính trong này. Đấy, băng dính trong hai mặt này, giá của nó sẽ là 30k cho một quận như này. 30k cho một quận băng dính trong hai mặt như này các bác nhá. Rất tiện dụng luôn, các bác có thể sử dụng đây. Đấy, con này thì nó sẽ là dính hai mặt luôn. Các bác về các bác dính cái mặt này vào trong các cái khu vực mà mình cần dính này, sau đó thì mình sẽ dính các cái đồ đoàn lên, nó rất là tiện nhá. Đó, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, ví dụ em dính cho bác xem cái điện thoại này. Đấy. Đặt vào phát này là nó dính vào luôn các bác này. Đó, đặt này cái này dính vào luôn, các bác thấy không? Đấy. Chỉ cần hơi đặt nhẹ này nó đã dính vào rồi các bác này. Đấy, lột mãi nó mới ra này các bác này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá của nó thì chỉ có 30k thôi. Có lên cho em là băng dính trong, giá của nó là 30k. Em cho các cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Con này thì dùng rất là tiện dụng và
và chất lượng luôn, em bán rất là nhiều được, các bác dùng để đây dán tranh ảnh này, đấy. Dán tranh ảnh rồi ổ điện rồi, nói chung là cái gì cũng được đấy, các bác theo rất chắc chắn nhá. Đây. Đấy, bác theo đấy, dán khung tranh khung ảnh này cực kỳ là chắc luôn đấy, để điện thoại trên ô tô này bóc đi được luôn nhá, nó không bị rơi rớt, không bị dính lại nhá, keo nó không bị dính lại đấy, rất là tiện đó nhá. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái khay inox nhá. Đấy, có lên cho em là khay inox siêu mỏng này, đó, khay inox này, đó, khay inox siêu mỏng. Inox siêu mỏng giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70k cho một bộ 5 cái. 70.000 cho một bộ 5 cái như này. Nói chung là giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác thôi. Đấy, chỉ có 70.000 thôi mà các bác được tới 5 cái khay inox nhá. Đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó này, nó sẽ bao gồm là đầy đủ bộ sản phẩm cho bác luôn. Đấy. Từng khay một và mỗi khay là đều có một cái nắp hết nhá. Đấy. Hàng thì em cứ lên cái tên là siêu mỏng như vậy để cho các bác khỏi ý kiến thôi, chứ còn hàng nó cũng là dày đấy chứ không phải là mỏng đâu. Đấy, nhưng mà thôi cứ lên cái tên như thế để cho các bác xem cho nó đỡ bị sốc, không về các bác nhận hàng các bác lại sốc quá, các bác bảo mỏng như này mà mày bảo dày, thì nói chung là tiền nào của đấy thôi. Có 70.000 năm cái khay như này mà các bác cứ đòi dày thì nó cũng khó. Cái 18 sen, cái 16 sen, 18 sen, 16 sen, 14 sen, 12 sen và 10 sen. Đấy, tức là nó sẽ nhỏ dần. Đấy, thì các bác ở quê mà đi ăn cỗ lấy phần ấy thì cứ mang cái bộ này đi cho em nhé. Đó, cho nó sạch sẽ. Chứ mình đừng đi người không đùm rú mà túi bóng, nó rất là mất vệ sinh. Đấy, các bác cứ mang cái khay này đi cho em. Đấy, mình gói cả một mâm cỗ về cũng ok luôn, không có ai ý kiến gì cả, thoải mái đi thôi nhá. Đó, không ăn hết thì mang về, đấy là bình thường để tránh cái việc là lãng phí đồ ăn thức uống thôi nhá. Đó, Việt Nam mình cứ gọi là sĩ diện hão thôi nhá. Đó, đây các bác đi ăn cỗ thì nhớ mang cho em cái bộ khay này đi nhá, bỏ gọn vào đấy. Sau đó thì nếu mà mình ấy thì mình mang cho em một cái làn đi nữa, mang một cái làn đi để mình bỏ sách về là xong đấy, như đi chợ ấy. Đây, lên mã cho em là khay inox siêu mỏng nhá, giá của nó sẽ là 70k. Đó, hàng rất đẹp, rất chất lượng luôn, giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn nhá. Khay inox siêu mỏng giá là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái chổi lau kính các bác nhá, chổi lau kính này. Đấy, con này bên shop đang bán là 50k. Đợt này về cho bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 45k nhá, 45k cho một cái con chổi lau kính như này. Đấy, một cái con chổi này. Cái này thì các bác có thể vừa lau kính này, vừa dọn dẹp nhà vệ sinh này, kỳ cọ nhà vệ sinh, rồi nói chung là gạt nước đa chức năng luôn. Chiều dài của nó thì khoảng 1 mét nhá. Chiều dài của nó khoảng 1 mét. Đây, nó như này này, về các bác lắp ráp vào cho em nhá. Về các bác lắp ráp vào cho em. Giá thì chỉ có 45k cho một con chổi này thôi. Về các bác dọn dẹp nhà vệ sinh, nhà tắm rồi gạt nước các kiểu con là điều được hết luôn. Đấy, giá rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Cái con chổi lau kính này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Nói chung là nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, lau kỳ dọn rửa rất là ok luôn các bác nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bếp từ Philips này, giá gốc đang bán là 700.000. Đợt này hàng về giá tốt, xả cho bác giá còn là 490.000. Công suất cực đại của nó thì lên tới 2.500W nhá. Còn mắc của nó bình thường là khoảng 2.000W. Công suất cực đại là 2.500W. Hàng sản xuất tại Thái Lan, cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đấy, made in Thái Lan này. Đấy. 2.000 đến 2.500W, điện 220V này. Kích thước của nó sẽ là 385 nhân với lại 313 này. Đấy, 385 nhân 313. Đấy, tức là một chiều này của nó sẽ là 38 cm và một chiều là 31 cm. Đấy, 32 cm. Nói chung là nôm na nó là như thế. Nói chung cũng rất là to luôn. Đấy, và các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái nồi như này. Lưu ý các bác là con nồi này thì nó hàng nó nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi, chứ nó không phải là cái hàng quá dày đâu, cho nên là các bác lưu ý không đến các bác là ý kiến. Thứ hai là khi mà vận chuyển ấy thì có thể là cái nồi này nó sẽ bị móp đấy, nó mỏng mà, cho nên nó móp là chuyện bình thường thôi, các bác cũng hết sức thông cảm đấy, khi vận chuyển thì không tránh khỏi được, nó mỏng thì nó sẽ bị móp thôi. Tại vì cái hàng này là hàng tặng kèm không tính nhá, đấy, hàng tặng kèm không tính đấy, gọi là hàng khuyến mại tặng kèm thôi nhá. Đấy, cho nên là không tính đâu, nó móp thì các bác không phải thông cảm đâu, em vận chuyển thì nó không nói hay được đấy, lưu ý các bác thế luôn. Đến lúc các bác bắt đền em cái nồi này là không có đâu nhá, em không chịu trách nhiệm đâu đấy, tại vì là hàng vận chuyển thì nó không nói hay được không nhá. Chiều này của nó là 38, chiều này là 31 này đấy, nói chung là rất là dài luôn đấy, gần 40 cm.
Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực 5 ly. Mặt kính cường lực 5 ly cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Bên trong của nó thì 100% là lõi đồng hết nhá, dây đồng hết nhá. Đấy, 100% là dây đồng hết. Hàng cực kỳ chất và giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Một cái sản phẩm như này, bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cực kỳ là tốt cho bác luôn nhá. Bếp từ Philips, giá của nó chỉ có 490.000 nhá. Giá gốc của nó là 700.000. Đợt này bên shop về cho bác giá tốt luôn, 490k và bao ship cho cái con bếp từ Philips này nhá. Hàng chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ từ các cái số hotline của bên em. Rồi ok. Chia sẻ kênh chú kia. Đó, băng dính thì hàng của thương hiệu Denka nhá, hàng của thương hiệu Denka, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây, made in Japan qua này. Đó, made in Japan. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn nhá. Bên shop thì cũng gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, 80.000 trên 1 kg nhá. Made in Japan đấy các bác nhá. Đó đây. Quang này. Đó. Một cân của nó thì nó sẽ được đâu đó vào khoảng từ 10 đến 15 quận nhá. Đây, đây là một cân này. Đấy, một cân đây thì nó sẽ có là đây. 2 này. Đấy, 4 này. 6 này. 8 này. 10 này, 12, 14, một cân của nó thì khoảng từ 10 đến 14 quận nhá, 10 đến 14 quận. Thì bên em sẽ bốc xô to nhỏ lớn bé như này. Đây là một cân này các bạn này, một cân đây. Đấy, một cân của nó cũng được khoảng 14 quận. Đa số thì cái đường kính của nó sẽ là 2 cm nhá. Đấy, cái chiều bản này của nó sẽ là 1 cm 8 đến 2 cm. Đấy, 1 cm 8 đến 2 cm. Giá thì bên shop đang gửi tới quá cái giá cực kỳ tốt luôn. 80.000 cho 1 kg nhá, 80.000 cho 1 kg băng keo như này. Đấy, bác nào lấy số lượng từ 10 cân trở lên thì sẽ có giá tốt hơn các bác nhá. Đấy, số lượng từ 5 cân trở lên thì bên em sẽ bao ship, và từ 10 cân trở lên thì bên em sẽ được gửi tới các bác cái giá tốt hơn một chút. Đấy các bác nhá. Đó, hàng của thương hiệu Denka này, made in Japan các bác nhá. Đấy, hàng rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Anh em các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể là liên hệ nhá, hoặc là các bác có thể muốn mua hàng thì có thể là qua TikTok nhá. Đó. Các bác vào TikTok thì các bác gõ là shop Phạm Huấn 1 nhá. Đấy. Shop Phạm Huấn 1 thì là sẽ ra cái kênh của em, là kênh đó thì sẽ có giỏ hàng. Còn mấy kênh kia thì hiện là chưa có giỏ hàng các bác nhá. Đấy, thì các bác mua hàng thì cứ lên TikTok các bác gõ là shop Phạm Huấn 1 là cũng là ra. Đó. Thì các bác mua ở trên TikTok thì nó sẽ được trợ giá nhiều hơn và sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, giá cũng rất là tốt luôn cho các bác luôn. Đấy. Hàng thì nó sẽ có các màu, là bao gồm là màu trắng này, màu đen này, màu xanh này, màu đỏ này. Đấy. Thì màu ghi này. Thì đây, hàng như trên hình như này, và bên em sẽ bốc ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy, bên em sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đó. Và nó cũng có là quận to, quận nhỏ, quận lớn, quận bé như này. Bốc xô mà. Đấy, cho nên là nó lẫn lộn. Hàng thì của nó là hàng bãi của Nhật, của thương hiệu Denka này. Chủ yếu là hàng của Denka nhá. Đấy, Denka. Made in Japan các bác nhá. Đấy, đây. Con này, đó. Hàng của thương hiệu Denka, đây. Made in Japan các bác quan sát kỹ nhá. Đây. Đấy, made in Japan này các bác này. Đây. Đấy, Denka made in Japan nhá, hàng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới quý bác anh chị giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, băng dính thì cực kỳ là dai luôn đây các bác này. Đây. Các bác quan sát em kéo cho các bác xem này. Đấy, cái băng dính của nó này. Đấy. Rất là dai các bác nhá. Đây. Rất là dai luôn. Rất là dai và độ bám dính rất là tốt này. Đấy. Rất dai, độ bám dính rất tốt luôn. Đây các bác quan sát này. Đó. Băng dính thì siêu mỏng nhá. Đấy, nó mỏng như này thì các bác quấn nó sẽ rất là da nhá, quấn rất là da. Đấy. Và nó dai các bác nhá. Đây các bác nhá, đây băng dính của nó đây này các bác này. Đấy, băng dính của nó thì nói chung nó rất là mỏng nhá, rất là mỏng và dai luôn. Đây. Đấy, dài lắm các bác. Đấy, đây. Các bác xem này. Đấy. Rất là mỏng và dai nhá, đây các bác này. Đấy, các bác dùng để quấn điện thì thôi rồi lượm ơi luôn. Đấy các bác thấy không? Cái độ dai của nó này rất khủng khiếp luôn nhá. Đấy, rất mỏng và dai luôn. Đấy. Thì nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong các cái công việc như là quấn điện này. Đấy. Quấn điện, thứ nhất là quấn điện này, thứ hai là quấn cây cảnh nhá. Quấn điện, quấn cây cảnh hoặc là dùng trong các cái công việc đều ok hết. Hàng cực kỳ là dai, siêu dai luôn các bác nhá. Đó, siêu dai luôn. Đấy, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, em thử cái quận màu xanh này cho bác xem này. Cái lõi này của nó thì gần như là không có một tí nào luôn, lõi nó rất là ít các bác nhá. Lõi nó rất là ít luôn. Thì các bác dùng nó sẽ rất là da. Đấy, đây. Đây các bác này, đấy cái độ dai của nó này các bác, thấy không? Đấy cái độ dai của nó này. Mỏng dai nhá, dùng thì cực kỳ là da luôn. Đấy. Thì bên em bán là một cân là 80.000. Đấy, còn bác nào lấy từ 10 cân trở lên thì giá tốt hơn. Đấy, và ngoài ra thì bên em bán theo quận nhá. Thì cứ quận đều đều như này thì nó là 10.000 một quận nhá. Đấy, bên em sẽ bốc là 10.000 một quận như này. Đấy. 10k một quận như này nhá. 10k một quận như này. Đấy, các bác mua lẻ theo quận cũng được. Đó, rồi ok. Cả các cái sản phẩm đồ tư trang hoặc là nói chung là tất cả cái gì mà các bác cần phải chống trộm thì bác dùng con này chưa? Rất là an toàn luôn. Đấy, nó kêu rất là to nhá. Tất cả đều bằng hợp kim hết, chắc chắn luôn, chỉ có cái phần đằng sau này nó bằng nhựa thôi, để nó là cái phần còi hú lắp pin thôi nhá.
Đấy, con này chống nước thoải mái luôn, các bác dùng cả bên trong cả bên ngoài đều ok. Giá của nó sẽ là 100k. Quá lên đã giúp cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Giá của nó sẽ là 100k thì cái mã khóa chống trộm này, 100k các nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái vít mớ các nhá. Vít mớ thì bên shop vẫn bán rất là nhiều rồi. Một mớ của nó sẽ là 100 một mớ của nó thì trước bên shop đang bán là 150k nhá, 150k. Đấy. 150k cho một mớ như này. Thì đợt này hàng về giá tốt thì sẽ gửi tới các bác cái giá là 120k nhá. 120k cho một mớ vít thôi. Đó, giá chỉ còn 120.000 cho một mớ thôi. Một mớ của nó sẽ có số lượng là từ 8 đến 10 cái nhá, 8 đến 10 cái. To nhỏ lớn bé dẹt rồi ba khe có đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy. Thì bên em sẽ chọn theo một mớ ngẫu nhiên nhá. Đầy đủ to nhỏ lớn bé dẹt ba khe cho các bác luôn nhá. Đó, nó sẽ như này. 2 này, 4 này, 6 8 này. Đấy, to nhỏ lớn bé dẹt ba khe đầy đủ cho bác luôn. Một mớ nó sẽ khoảng như này này. Đấy, của nó sẽ là khoảng từ 8 đến 10 cái nhá. 8 đến 10 cái. Tùy theo to nhỏ nhá. Đấy. Đấy. Nó sẽ có là đầu ba khe và đầu dẹt nhá. Nó sẽ một mớ nó khoảng như này. Đấy các bác nhá. Đấy. To nhỏ lớn bé dẹt ba khe đầy đủ cho bác luôn. Đấy. 120.000 một mớ. Đấy, các bác theo của các bác sử dụng luôn. Khoảng 8 cái, 8 cái như vậy là các bác nhân với lại khoảng tính ra là các bác chỉ mất khoảng 10.000, chưa đến 10.000 một cái đâu các bác nhá. Đó. À, chỉ hơn 10.000 một tí thôi là các bác đã được 8 cái vít rồi. À, chưa đến là khoảng hơn 10.000 một chút là các bác đã được 8 đến 10 chiếc vít các bác nhá. Đó. Thì bên em bán theo mớ nhá, một mớ của nó sẽ là 120k một mớ và số lượng cái của nó chỉ khoảng từ 8 đến 10 cái các nhá, 8 đến 10 cái. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái thước đo con này. Đấy, thước đo. Con này thì hàng rất là hit hot luôn. Đó. Shop bán thì cái giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Thước này là thước 5 mét và nó là dòng tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước 5 mét tự hãm nhá. Đấy. Đấy, khi các bác rút ra thì nó sẽ tự hãm như này. Còn khi thả vào thì các bác cứ nhấp này là nó sẽ vào này. Đấy, các bác thấy không? Rất là nhạy luôn không nhá. Đó, rất nhạy luôn. Đấy, thước tự hãm nhá. Đây. Dòng của nó là thước 5 mét này. Đấy, 5 mét rất là nhỏ gọn luôn. Đây. Đấy, thước 5 mét của thương hiệu Jacket con này, rất nhỏ gọn luôn nhá. Đấy. Rất chất lượng luôn. Ưu điểm của con này là khi các bác dùng làm nghề thì nó rất là tiện và thước rất là cứng nhá. Thước rất là cứng này. Đấy, rút ra rất là dài nhưng mà nó không bao giờ nó bị gấp các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các bác có thể là hãm cho vào từ từ này, đấy hoặc là cho vào hết tùy theo nhu cầu các bác nhá. Đấy các bác cứ nhả này là nó sẽ tự vào này. Đấy, rất an toàn luôn. Các bác dùng nghề làm nghề là rất an toàn luôn các bác nhá. Đấy, hoặc sử dụng trong gia đình. Đấy, nhãm nhả, nhấn nhả này là ok nhá, rất là ngon lành luôn. Thì giá một con thước rút tự hãm như này. Các bác lên trên là thước tự hãm nhá, thước tự hãm 5 mét. Đấy, thước tự hãm 5 mét, giá của nó chỉ có là đi thước tự hãm 5 mét này, đấy, thước 5 mét tự hãm này, thước đấy, 5 mét nhá, giá của thước của nó là 5 mét tự hãm nhá, đấy, tự hãm giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một chiếc thước như này thôi, giá rất tốt cho bác luôn nhá, đấy, 40k, có lên thước 5 mét tự hãm giá của nó là 40k một cái nhá, 40k một cái này, 40k một cái này có nhá, đó, hàng cực kỳ chất và giá cực kỳ là tốt luôn, đấy, tự hãm như này cho các bác. Nói chung là dùng như này thì rất là tiện, các bác không phải giữ tay, kéo ra thoải mái luôn. Còn khi thả vào thì nó sẽ từ từ nó vào này. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Một con thước như này, giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là 40k. 40k thôi các bác nhá. Đó, 40k cho một con thước như này. Đấy. Hàng về thì chỉ có số lượng có ít thôi. Nên các bác nhanh tay đặt hàng giúp cho em. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái nước hoa Gucci các bác nhá. Đấy, nước hoa Gucci đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là bao nhiêu nhỉ? Nước hoa Gucci. Một lọ như này các bác này, một lọ như này, hàng của nước hoa Gucci. Đấy, hàng made in Fancy các bác này, đấy made in Fancy đây. Hàng của Pháp nhá, rất chất lượng luôn. Đây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu như này. Đang bán là 150.000. Đấy, xả cho bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho một lọ nước hoa như này. Đây, hàng của thương hiệu Gucci này. Made in Fancy nhé. Các bác nhận được hàng hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Nước hoa này thì rất là thơm. Chai của nó thì dung tích của nó sẽ là đây, đấy, nguyên đai nguyên kiện như này. Đây các bác này. Đó. Dung tích của nó sẽ là vào khoảng 100ml nhé. Khoảng 100ml. Thơm lắm các bác. Đấy, rất là thơm luôn. Và hương thơm nó rất là lâu. Thơm nhẹ, thơm lâu nhé. Thơm nhẹ, thơm lâu luôn. Đấy, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Một chai nước hoa như này. Giá chỉ có 130k nhé. Đây. Đấy. Made in Fancy các bác này. Đó, Made in Fancy đây. Đấy, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác. Đó, made in Fancy nhá, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Thơm thì của nó là thơm rất nhẹ và thơm lâu nhá. Đấy, lưu hương cả ngày luôn, các bác sử dụng lưu hương cả ngày luôn.
rất là tiện cho các bác sử dụng, và giá thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy, một cái chai nước hoa như này giá chỉ có 130.000 thôi nhá. Đấy, đợt này bên em thanh lý được lô giá rất cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, giá rất tốt cho các bác luôn nhá, 130k cho một chai nước hoa như này các nhá. Đó, có lên treo là nước hoa Gucci nhá, giá của nó sẽ là 130k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là kéo cắt tôn nhá. Đấy, có lên cho em là kéo tôn nghiêng 45 độ này. Đấy, con này là góc nghiêng của nó là 45 độ thôi nhá. Đấy, cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây em sẽ cắt thử cho xem này. Đấy, đấy con này thì nó có trợ lực nhá. Đấy, có lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá, kéo tôn trợ lực đây. Đấy, kéo cắt tôn trợ lực đây, cắt rất là ngon. Thứ nhất là có trợ lực, thứ hai là nó nghiêng 45 độ thì khi các bác cắt như này nó sẽ không bao giờ bị chạm tay. Còn cái kéo bình thường các bác cắt là sẽ phi tôn vào tay như này, như đây nó sẽ nghiêng đi như này các bác, rất là ngon luôn. Đường cắt thẳng đẹp nhá. Lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá, kéo tôn này. Đấy, kéo tôn trợ lực nhá. Đấy, kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là trăm mấy nhỉ, 180k nhá, 180k cho cái mã kéo tôn trợ lực này. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là 180k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Kéo tôn trợ lực 180k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bàn là nhá. Đấy, bàn là hơi nước, bàn là hơi nước. Đấy, giá cũ thì bên shop đang bán là 200k, đợt này hàng về giá siêu tốt cho bác luôn, chỉ có 160.000 cho cái con bàn là hơi nước này nhá, 160k cho con bàn là hơi nước này, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đây, sản phẩm thì sẽ trong hộp này các bác này. Hàng này thì nó là thuộc dạng là hàng thanh lý chưa qua sử dụng nhá. Đó, đây, về các bác lật cái nắp này lên cho em này. Đấy, khi thả xuống thì các bác ấn cái lẫy này thả xuống này, có đèn báo, có điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, cái mâm gang này của nó rất là dày này, khi các bác cho nước thì các bác tháo cái này ra cho em. Đó, tháo cái này ra và các bác cho nước vào đây nhá. Đấy, các bác cho nước vào đây cho em. Đấy, đây, các bác tháo cái này ra, các bác đẩy cái lẫy này xuống này, tháo cái này ra, bơm nước vào đây cho em, cho nước vào cái đầu này. Đấy, cho nước vào cái đầu này cho em này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng bình thường. Đấy, các bác có thể sử dụng nước hoặc không sử dụng nước tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Đây, cái lẫy này ấn xuống như này, có cả điều chỉnh nhiệt độ luôn. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, sẽ là 700W các nhá, 700W. Đấy, công suất của nó sẽ là 700W nhá. Có đèn báo, có điều chỉnh nhiệt độ nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, bàn là hơi nước mini. Con này các bác dùng để đi du lịch, đi chơi bời. Đấy, mang đi theo ba lô thì nó rất là nhỏ gọn và rất là tiện. Đấy. Giá thì chỉ có là đi 160.000. Lên mã giúp cho em là bàn là nhá, bàn là, giá của nó sẽ là 160k cho con bàn là này, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây, đấy, gấp lên gấp xuống cực kỳ là nhỏ gọn luôn, các bác mang đi du lịch thì rất là tiện nhá. Đấy, cho nước thì các bác cho là đây, sau đó thì mình khi mình vừa là thì mình ấn cái đầu này cho nó cấp nước này. Đấy, bấn cái đầu này, giá của nó sẽ là 160.000. lên cho em là bàn là hơi nước. Đấy, bàn là 160k nhá, 160k cho con bàn là này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái kìm đầu bằng nhá, qua lên cho em là kìm đầu bằng. Đó, kìm đầu bằng. Con này thì bên shop đang gửi tới qua cái kìm đầu bằng này, giá của nó sẽ là 210k nhá, 210k và bao ship cho con kìm đầu bằng này. Hàng này thì rất chất lượng và giá cũng cực kỳ hợp lý luôn. Chiều dài của nó sẽ là 22cm. Đấy, 220mm, hàng của thương hiệu Japan con này. Đấy, FO nhá, FO Japan con nhá. Đấy, con theo. FO này Japan này. Đấy, rất chất lượng luôn. Con này thì nó sẽ có 3 chức năng chính, à 5 chức năng chính này, bao gồm là xoắn dây này, xoáy ốc này, cắt dây này, bấm cốt này và tuốt dây điện. Đấy, 5 chức năng chính cho một con kìm như này, gọi là kìm đa năng nhá. Đấy, thì qua lên cho em là kìm đầu bằng, cái đầu này nó bằng mà, lên cho em là kìm đầu bằng nhá. Đó, giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác một con kìm đầu bằng như này, giá là 210.000 và bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Đây, hàng của Nhật đấy con này, hàng của Nhật đây, rất chất lượng luôn và giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đó, dài là 22cm. Đấy, các chức năng là xoắn dây này, vặn ốc này, cắt dây này, bấm cốt và tuốt dây điện nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một con kìm chất lượng đầy đủ chức năng như này, giá chỉ có là đi 210.000 và bao ship nhá. Lên cho em là kìm đầu bằng. Đấy, kìm đầu bằng 210k và bao ship. Đấy, các bác nhá. Lên cho em là kìm đầu bằng cho nó dễ. Đấy, tránh nhầm với các kìm khác, 210k và bao ship các bác nhá. Đó, rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái con túi gấp các bác nhá. Túi gấp. Đấy. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý bác anh chị với cái giá đó là 120.000 cho con túi gấp này, 120k cho cái mã túi gấp này nhá, có nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Con này của nó thì nó có thể gấp gọn vào cũng như là có thể là thả ra rất là tiện luôn. Các bác có thể mua đi du lịch nhá. Con này thì nó chống nước luôn. Đấy, cái ngăn tất cả cái vải này của nó đều là chống nước luôn, vừa bền bỉ vừa chống nước, rất là tốt luôn. Đây, đấy, thì
khi các bác để bình thường thì nó sẽ là một con túi bình thường như này các nhá. Đấy, khi các bác cần sử dụng rộng hơn thì các bác thả cái đít này ra cho em. Đó, thả cái đít này ra này. Đấy. Các bác thả cái đít này ra cho em là nó sẽ thành, nó sẽ rộng ra được đây, 10 phân nữa này, rộng ra 10 phân nữa. Các bác tha hồ đựng để đồ đoàn đựng các đồ vào đây, rất là ok luôn nhá. Đấy. Thì cao của nó sẽ là 40 nhá, cao 40. Đấy, rộng là 20 và dài cũng là 40. Đấy. Cao, dài rộng cao nhá. Đấy. 40 và 20 nhá. 40 20. Đấy. Đấy, dài rộng và cao. Dài 40, rộng 20. Đây, thì em sẽ ghi kích thước cho bác xem. Đấy, 40 này, 20 và 40. Đó. Dài này, đấy, rộng này và cao nhá, dài rộng cao. Dài và cao đều là 40 nhá, rộng thì nó sẽ là 20 nhá. Đấy. Một con túi gấp như này, hàng để đi du lịch thì miễn chê luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có một cái ngăn phụ ở bên ngoài để các bác để đồ đoàn này, và một cái ngăn nữa để chống nước nhá, ngăn nữa chống nước hoặc là các bác bỏ túi đồ ướt vào đây cũng rất là ok. Đó. Và tiếp theo nó sẽ có một cái ngăn cho các bác, đó là cái ngăn để cái khuy này để các bác đây một ngăn phụ các bác để đồ linh tinh này, và cái này để các bác sập vào cái ba lô nhá, sập vào cái ba lô kéo nhá. Và trong thì nó sẽ có một số cái ngăn phụ bé đây, ngăn bé để các bác đựng đồ ướt này. Đây có túi bóng này là các bác bồ ướt nhá, khăn ướt các thứ bỏ vào đây cho em. Đấy, hàng nó thiết kế cực kỳ là tinh xảo luôn, cực kỳ là đa di năng và đúng theo nhu cầu mục đích các bác nhá. Đó, đây thì một cái con túi gấp như này giá chỉ có 120.000 nhá, 120.000 thôi, hàng siêu bền bỉ và chắc chắn luôn, nên cho em là túi gấp 120k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó là cái bảng tô nhá. Đây, bảng tô. Con bảng tô này thì bên shop đang trân trọng gửi tới qua cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Qua lên trên là bảng tô nhá, giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, lên trên là bảng tô. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bảng tô như này các nhá. Đấy, con này trước em đang bán là 70k. Xả cho bác luôn còn là 40k cho cái bảng tô này thôi. Đấy, con này thì các bác để cho trẻ em nó sử dụng thì rất là tốt, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhá. Đấy, nó cũng là một cái dạng thiết bị thông minh nhưng mà nó là dạng rộng là cơ. Màn hình của nó là màn hình LED LCD các nhá. Đấy, màn hình LED LCD rất là tiện. Khi về sử dụng thì các bác mở cái lẫy này lên cho em, nó có lẫy khóa ở đây và ở đây thì nó có tấm pin năng lượng mặt trời thôi. Nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể là thỏa sức tô vẽ này, viết rồi nói chung là các kiểu con là điều được luôn. Đó, đập phá thoải mái nhá. Đấy, cho các em bé nhà mình nó thỏa chí sáng tạo tô vẽ rồi viết, tập viết chữ này. Đấy, tập viết chữ này. Đấy. Sau đó lại xóa đi nhá, không phải dùng cái bảng phấn nó rất là bẩn tay nhá. Và giá thì cực kỳ là tốt luôn, một con bảng tô như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá, 40k cho một cái em bảng tô như này. Đấy, thì cái chiều dài cái chiều rộng của nó sẽ là 8,5 inch nhá, 8,5 inch các bác. Đấy. 8,5 inch cho một con bảng như này và màn hình LED LCD các nhá, màn hình LED LCD. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con bảng tô như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái con mũi khoan đa năng, hàng của Nhật siêu chất lượng luôn. Một bộ này của nó sẽ bao gồm là 5 mũi này. Đấy, 5 mũi khoan đa năng như này. Hàng rất chất lượng luôn và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái bộ mũi khoan đa năng như này, giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây, 1 2 3 4 5. Nó sẽ có là 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12. 5 mũi trong đó có 2 mũi 6 là sử dụng thường xuyên hơn nữa nhá. 2 mũi 6 luôn. Đấy. 6 8 10 và 12 nhá. Đấy, bộ 5 mũi như này giá của nó sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 các nhá. Đấy, bộ mũi khoan đa năng 5 mũi, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho 5 mũi tức là tính ra vào chỉ có 30.000 mũi thôi. Đấy, 5 3 15 các nhá. Đấy, bộ mũi khoan đa năng 5 mũi 150k nhá, 150k. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bộ con dao này. Đấy, dao thì đây. Đấy, dao cán gỗ nhá. Đấy. Có lên cho em là dao chặt cán gỗ nhá. Con này thì là 230.000 và bao ship, hàng thì siêu sắc bén luôn. Đấy, lên cho em là dao chặt cán gỗ nhá. Con này là 230k, nặng khoảng 5 lạng nhá, nặng khoảng 5 lạng. Giá của nó sẽ là 230k nhá, 230k cho con dao chặt cán gỗ này. Hàng này thì siêu sắc bén luôn các nhá, rất là sắc luôn. Đây em sẽ test cho bác xem nhá. Đấy, dao rất là sắc luôn. Đây, đường độ dày của nó thì khoảng là 5 ly nhá, 5 ly rất là dày luôn. Đây, dao rất sắc luôn các bác. Đó, các bác thấy không? Dao rất sắc bén luôn. Đó. Con này thì rất là sắc, cho nên các bác dùng để thái cũng ok mà chặt ok hết. Đấy. Hàng của Nhật chính hãng 100% luôn, made in Japan này các bác này. Seiki Japan, made in Japan này. Giá của nó sẽ là đi 230.000. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, lưu ý các bác là phải hàng có chữ Seiki Japan và có hình logo của nó như này và tem 7 màu mới là hàng chuẩn nhá. Đấy, Seiki Japan, chữ dập chìm luôn, made in Japan. Giá của nó sẽ là 230k.
Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cái con dao gọt này. Đấy, con dao gọt cũng của hãng đấy luôn, Seki Japan luôn. Con này thì giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đấy, 60.000 cho con dao gọt như này. Cũng rất là sắc bén luôn con này. Đấy, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đấy. 60k thôi các bác nhá. Đó, 60k cho con dao gọt như này. Đấy, Seki Japan này nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Các bác lên treo là con này là con sẽ là gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 60k cho con gọt gỗ này. Đấy, 60k cho con gọt gỗ này. Rồi ok các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái con cân tiểu ly các bác nhá. Các bác lên cho em là cân tiểu ly, con này thì hàng của Đức nhá, cân tiểu ly. Giá của nó sẽ là 160k. Đấy, 160k thì cái mã cân tiểu ly này. Giá chỉ 160.000 thôi, giá rất hợp lý cho bác luôn. Cân rất là nhỏ gọn nhá và cân được tính bằng trọng lượng của nó là nó sẽ tính bằng gam nhé, tính bằng gam. Thì con này các bác dùng trong nhà bếp nhà bếp rất là ok. Đây, mặt của nó là bằng inox này, hàng made in Germany thì các bác này. Đấy, mặt của nó là tráng inox hết nhá. Đấy, made in Germany thì các bác này. Đó, hàng rất chất lượng luôn và giá cũng rất là tốt cho bác luôn nhá. Đó, thì một con cân như này. Ở đây thì nó sẽ tặng kèm các bác là hai viên pin. Về các bác chỉ việc lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Pin thì nó là thuộc dạng pin con thỏ nhỏ các bác nhá, pin con thỏ nhỏ. Cái này thì nó dùng nó cũng rất là lâu hết pin nhá. Đấy. Mặt của nó thì bằng inox cực kỳ là sáng bóng đẹp và chắc chắn luôn. Các bác lắp pin thì lắp đúng chiều âm dương cho em là được thôi. Đó, cũng rất là đơn giản thôi, lắp đúng chiều âm dương cho em. Và khi các bác cân thì mặc định cho em là về chế độ gam nhá. Đấy, về chế độ gam ở đây thì nó rất là nhiều chế độ này. Đấy, rất là nhiều chế độ cân nhưng mà cứ để chế độ gam cho em như này là ok. Sau đó các bác bắt đầu cân thôi. Đây em sẽ cân cái cân của nó luôn này. Đấy, cân con cân này luôn. Con này của nó sẽ là 410 gram nhá, 410 gram tức là 4 lạng mốt đấy các bạn. Đấy, tức là 4 lạng mốt đấy. Cái cân này nặng khoảng 4 lạng nhá, nặng khoảng 4 lạng. Đây, em sẽ cân cái con massage tay này. Con này của nó thì sẽ là 106 gram nhá, chuẩn từng gram một luôn. Đấy, thì con cân này thì các bác lên mã giúp cho em là cân tiểu ly, giá của nó sẽ là 160k. 160k thì cái mã cân tiểu ly này quá nhá, rất là nhỏ gọn luôn. Các bác có thể sử dụng trong gia đình nhà mình rất là tiện dụng. Đây. Đấy, trong nhà bếp nữa, bác nào chuyên làm nghề làm bếp, làm bánh, làm bột các kiểu thì dùng con này cũng rất là ok nhá, cân tiểu ly 160k. Tiếp theo là em lên cho bác cái con massage tay này. Đấy, con này thì các bác gọi cho em là massage tay nhá, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho con massage tay này. Đấy. Đấy, giá của nó sẽ là 70k. Con này dùng cũng rất là tiện cho các bác dùng để massage tay, chân rồi mặt coi nhá. Đấy, nói chung là em gọi là massage tay. Đấy, con này thì giúp cho các bác nâng cơ rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con massage như này, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là massage tay, giá của nó sẽ là 70k. Rồi, ok. Đèn bắt muỗi nhá. Đấy. Đấy các bác lên mã giúp cho em là đèn bắt muỗi nhá. Đó, đèn bắt muỗi. Bên em thì nó có hai loại đèn, một là đuổi muỗi, hai là bắt muỗi. Còn cái này nó là đèn bắt muỗi nhá. Đó, đèn bắt muỗi ống nhá. Đó, nó hình cái ống như này để nó tránh nhầm với cái đèn kia. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn bắt muỗi ống, nó hình cái ống như này các bác nhá. Đấy, khi bật đèn lên thì nó sẽ có cái ánh đèn màu tím, nó sẽ thu hút cái con muỗi, nó sẽ bay vào các nhá. Đấy, thu hút con muỗi bay vào và con muỗi nó sẽ bay vào là nó sẽ bị đây đấy, con muỗi nó bay vào đây nhá, bay vào cái ánh đèn này đấy, và nó sẽ bị chết ở trong này các nhá. Đấy, chết trong này đó, và các bác có thể tháo ra đây. Đấy, các bác có thể tháo ra, sau đó thì mình thả muỗi ra, mình đổ đi các nhá. Đấy, nó bay vào nó sẽ chết ở trong này các nhá. Đó, đây. Đấy, nó là một cái dạng đèn như này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy, thì các bác cứ để đây, nó có công tắc bật này. Con này thì các bác ban đêm thì các bác vừa dùng làm đèn ngủ, vừa dùng làm đèn bắt muỗi được luôn, đèn bắt muỗi được luôn nhá. Muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập điện ở trong này và nó sẽ bị chết nhá, và chết là nó sẽ rơi xuống đây nhá. Các bác lên cho em là đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi. Con này thì đèn bắt muỗi ống nhá, bên shop đang trân trọng gửi tới các bác. Đây, đèn bắt muỗi ống. Bên shop gửi tới bác cái giá đó là 130k nhá, 130k cho con đèn bắt muỗi ống này. Giá siêu tốt cho bác luôn và giá rất hợp lý nhá. Chuẩn bị vào mùa muỗi, mùa ẩm và mùa hè nhá, rất là lắm muỗi luôn. Đó, đây. Đấy, rất chất lượng luôn. Đó, thì đây. Đấy. Thì con này thì chiều cao của nó là vào khoảng là 25cm nhá, 25cm. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 12cm. Rất là tiện nhá. Các bác xoáy ra thì xoáy ra như này cho em là xong. Đó, để mình đổ muỗi đi. Đấy, sau đó thì mình lại xoáy vào, rất là tiện như này. Các bác có thể treo lên này. Đấy, các bác có thể treo lên hoặc là mình để trực tiếp như này, vừa làm đèn ngủ vừa làm ban ngày. Các bác không thích thì các bác bật đi, tắt đi cho em. Đó, nó có công tắc như này rất là tiện. Lên cho em là đèn bắt muỗi ống nhá. Đèn bắt muỗi ống, nó hình ống mà. Bên shop gửi tới bác cái giá là 130.000 thôi nhá.
Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái con máy trà bếp các nhá. Các bác lên cho em là máy trà bếp. Đấy, máy trà bếp con này bao nhiêu nhỉ? Máy trà bếp hả? 125k cho con máy trà bếp này các bác nhá, 125k. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đây. Đấy. Thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm đây. Đấy, thứ nhất là các bác sẽ có một cái con máy như này. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá. Con này thì hết pin rồi, về các bác sạc pin vào cho em. Thì để lâu nó sẽ hết pin thôi nhá. Đó, về các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây. Thì nó sẽ là một con máy như này. Cộng kèm cho các bác là một số cái đầu mút để các bác thay trà cọ rửa này. Đấy, một số đầu mút như này. Đấy. Và có cái giá luôn để các bác bóc cái băng dính ra, sau đó thì gắn cái này vào tường. Đấy, để các bác ép nó vào tường nhá. Đó, rất là tiện dụng như này. Đây. Bóp nó chạy này. Đấy, các bác thấy không? Chạy rất khỏe luôn. Thì đây, ví dụ như đây là cái bàn bếp ga này, các bác đưa vào này. Đó, đây em ấn mạnh mà nó vẫn xoay đều nhé, tức là nó trà rửa rất là tốt luôn các này. Đấy, trà rửa rất là tốt luôn. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. 125k cho con máy trà bếp này các bác nhá. Hàng rất tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể là rửa xoong, rửa nồi, đánh giày, đánh dép, trà bếp ga, cọ rửa này. Đấy bác thấy không? Đó. Đây, đánh rất sạch luôn nhá. Lau cọ chì cọ rửa sạch sẽ luôn, rất tiện dụng nhá. Đó, có các cái đầu mút rồi đầu chổi đây, các bác rửa được cả xoong nồi ấm chảo rồi bếp ga rồi đánh giày đánh dép thảm bếp các thứ là được hết luôn, nó rất là tiện. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 125.000 nhá, 125.000 cho con máy trà bếp này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái con chai thuốc xịt chuột nhá, xịt đuổi chuột nhá. Con này thì xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn luôn đó, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn này. Đấy, xịt đuổi chuột nhá, các bác lên cho em là xịt đuổi chuột. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 à? 40k cho con xịt đuổi chuột này nhá. Đó, 40k một chai. Đấy, 40k cho con một chai cho con xịt đuổi chuột này. Đấy, thế nên em xịt đuổi chuột nhá. Cái này nó sẽ có cái này, có cái đầu này để các bác về các bác xịt này. Đấy. Hàng thì 100% là hàng nội địa Nhật đấy. Đây, nhà của Nhật đấy các bác. Đấy, toàn chữ Nhật hết nhá. 100% hàng nội địa Nhật luôn. Đó. Bé thôi. 100% hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đó. Đây, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 40k. Các bác lên cho em là xịt đuổi chuột nhá. Giá của nó sẽ là 40k một chai này thôi. Đấy, 40k một chai này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, có tặng kèm các bác cái xịt này, về các bác xoáy cái nắp này ra, cho cái nắp này vào là các bác xịt thôi. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái cối xay 2 lít các bác nhá. Cối xay 2 lít. Hàng inox 304 nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đó, con này thì các bác lên trên là cối xay 2 lít nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Con này thì các bác dùng để tẩy xoong nồi rồi các cái loại đều rất là ok nhá. Đây, đấy, nó là thuộc cái dạng kem như này. Đấy, thuộc cái dạng kem như này. Về các bác đưa vào các bác tẩy xoong nồi rồi tẩy các cái vết bẩn rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn cho một lọ tẩy xanh như này các nhá. Đó, một lọ tẩy xanh như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, đây. Đấy. Các bác nhá. Đó. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Các bác lên cho em là tẩy xanh nhá. Đây, em có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, rất là ok luôn nhá. Tẩy chảo rồi nói chung là các cái đồ nhà bếp là ok các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bàn chải than tre của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng Korea này các bác. Đấy. Con này thì nó cũng xuất sang Việt Nam và nó đang bán là 32.000 đồng nhá. 32.000 Việt Nam đồng trong các cái hệ thống siêu thị các thứ đấy. Và con này thì hôm nay bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá chỉ có 10k nhá, 10k cho một chiếc này. Bác nào thì mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Và mua 10 thì sẽ là được tặng 2. Đấy, mua 10 tặng 2, mua 5 tặng 1 và mua 10 tặng 2 nhá. Giá chỉ có 10k một chiếc thôi. Đấy, giá 10k một chiếc, mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 2. Đấy, được sử dụng là làm bằng than tre hoạt tính nhá. Đấy, thì cái này nó diệt khuẩn các thứ rất là tốt luôn, đánh răng rất là tốt. Đây, hàng của Hàn Quốc này, rất chất lượng luôn. Giá thì chỉ có là đi 10k một chiếc. Các bác mua 5 thì được tặng 1 và mua 10 thì sẽ tặng 2 các bác nhá. Đó, mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái con bơm 2T các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là bơm
bơm 2 ti nhá. Đấy, bơm 2 ti. Con này thì bên shop đang bán là 260k và bao ship cho cái mã bơm xe 2 ti này các nhá. Đấy, 260k và bao ship cho cái bơm xe 2 ti này. Hàng thì rất chất lượng luôn này các bác. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó. Hàng của thương hiệu Kiroto này. Kiroto made in Japan nhá, rất chất lượng luôn. Giá thì siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Anh em các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây. Đó, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Một con bơm xe 2 ti như này. Đấy, đồng hồ đo là chính xác nhá, đồng hồ báo chính xác luôn nhá. Đó. Thân thì được làm từ thép nhá. Thép sơn tĩnh điện chống rỉ này. Hàng thì hàng mới chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Kiroto nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. 260.000, bao ship đến tận nhà, nhận hàng bơm thử và thanh toán quá nhá. Đấy, nhận hàng kiểm tra thanh toán rất ok luôn. Đó. 260k bơm xe 2 ti. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái xịt khô dày nhá. Để các bác lên cho em là xịt khô dày. Đấy, xịt khô dày này. Đấy, xịt khô. Xịt khô dày nhá. Đó, xịt khô dày. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bao nhiêu nhỉ? Hả? 100k nhá. 100k cho cái chai xịt khô dày này. Đó. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có thêm cả cái phần bàn chải ở đây nữa. Đấy, thế nên nó rất là tiện nhá. Đấy, các bác xịt xong là các bác dùng cái đầu bàn chải này đánh luôn cho em. Đấy, đây. Thì con này khi mà các bác xịt ra ấy, thì nó là sẽ thuộc cái dạng là kem trắng nhá. Đấy, kem trắng và nó sẽ đây, đây. Đây là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, nó sẽ sủi ra và nó tan dần ra, nó đánh tẩy sạch các vết bẩn luôn nhá. Đó. Thì đây em sẽ có cái video trực tiếp cho các bác xem luôn. Nó cũng rất là tiện các nhá. Đấy, mùi của nó thì mùi chanh rất là thơm. Khi các bác cho ra rồi thì các bác dùng cái đầu bàn chải này đánh cọ này cho em. Đó, cọ này sạch luôn các nhá. Đó, các bác theo. Đấy, để khoảng 5 phút sau đó thì mình dùng đầu bàn chải này mình đánh cọ sạch đi. Đó, nó rất là tiện nhá. Thì một cái chai này là hàng đa di năng nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Trọng lượng của nó sẽ là 300. Đấy, 300ml nhá, 300ml. Đây. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng luôn, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đó, đây em sẽ có video chi tiết cho bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện dụng. Khi mà các bác giặt giày giặt dép thì không cần phải là các bác phải để khô. Đây rồi. Cái mùi của nó tôi thấy giống hương chanh anh em ạ. Mà cái bọt này hay nha, đánh tới đâu là tan tới đấy. Đánh xong cảm thấy sạch thì anh em lấy khăn lau đi. Và đây là kết quả này anh em. Tôi thề luôn là nó cực kỳ sạch anh em ạ. Mà còn không bị hớt giày nữa cơ. Tôi thử lên cả luôn đôi giày hai chạy bộ của tôi. Công nhận nó sạch cả tét luôn. Cả cái chỗ khó vệ sinh nhất là cái phần vải này nha anh em. Mấy chỗ này cực kỳ là cứng đầu luôn đấy. Trà chỗ này thì hơi khó một chút anh em ạ. Và đây là thành quả. Nó sạch được luôn anh em ạ. Cực kỳ xịn luôn. Con này ngon nha anh em. Đấy, rất là ok luôn anh nha. Đánh tới đâu là tan tới đấy. Đánh xong cảm thấy sạch thì anh em lấy khăn lau đi. Và đây là kết quả này anh em. Tôi thề luôn là nó cực kỳ sạch anh em ạ. Mà còn không bị hớt giày nữa cơ. Tôi thử lên cả luôn đôi giày hai chạy bộ của tôi. Công nhận là sạch cả tét luôn. Cả cái chỗ khó vệ sinh nhất là cái phần vải này nha anh em. Mấy chỗ này cực kỳ là cứng đầu luôn đấy. Trà chỗ này thì hơi khó một chút anh em ạ. Và đây là thành quả. Nó sạch được luôn anh em ạ. Cực kỳ xịn luôn. Con này ngon nha anh em. Ông đó, rất ok nhá anh em nhá. Đó, giá của nó sẽ là 100k. Và lấy cho anh một cái ô cũ ra đây. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Đấy. Và lấy cho anh cái ô tươi. Ô Nhật tự động nhá. Đó thì bên shop sẽ đặt này về thêm một cái mẫu này nữa. Mẫu này thì hàng đẹp hơn, hàng chất hơn. Đó. Thì cái này thì các bác lên cho em là ô ô 90 nhá, ô 90. Đó thì con này bên shop bán 90k. Cho nên lên cho em là ô 90 nhá, ô 90. Đó, còn con kia thì bên em đang bán 80 cho nên nó sẽ là ô 80. Đây. Đây các bác này, đó một con ô cực kỳ chất luôn. Màu của nó thì toàn các màu sắc đẹp hết nhá, màu sắc đẹp luôn. Đây các bác này. Đó, bật như này xong. Đây các bác nhá. Đấy, bật ra này, thả vào này. Đấy, rất là ngon lành luôn các nhá. Đó, thì nó rất đơn giản như này thôi. Khi các bác bật ra thì các bác chỉ cần đẩy này nó sẽ bung ra này. Đấy, và các bác muốn cho thu vào thì các bác chỉ cần này nó sẽ thu vào này. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Đây, rất là gọn luôn. Bật ra này. Đấy. Ô là nan kép cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó, đây. Thì các bác thu vào rồi thì các bác chỉ cần để xoáy đều tay này thôi là nó sẽ vào này. Đấy, nó sẽ vào luôn, rất là gọn. Các bác lại bỏ vào túi rất là ok luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác con này là ô 90 nhá. Đấy, giá là 90k. Ô 90 là 90k. Còn bên em có cái mẫu cũ là ô 80 nhá. Đây, rất là ngon luôn. Nan của nó là nan kép nhá. Vải của nó là vải nước đổ đầu vịt, chống tia UV luôn. Đấy, các bác chỉ cần ấn vào này là xong nhá. Đó, nó rất là tiện dụng luôn. Đó, rất tiện dụng luôn. Thì con này sẽ các bác lên mã giúp cho em là ô 90 nhá. Bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá là 90k nhá. 90k cho con ô 90 này. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Ngoài ra thì bên shop mà tiếp tục vẫn còn cái mẫu ô 80 nhá. Đây.
con này thì nó sẽ là U80 đấy. Con này thì nó cũng, nói chung là nó cũng tương đương thôi, nó chả khác gì nhau cả, nhưng mà con này nó là cái mẫu cũ thôi đấy, nó là cái mẫu cũ thôi. Thì bên shop bán cái giá đó là đi 80.000 đấy, 80.000 nhá. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là U80 nhá, giá của nó sẽ là 80k đây, nó cũng chả khác gì nhau cả các bạn đấy, cũng như vậy thôi các nhá, không có khác gì nhau cả. Nan của nó cũng là nan kép cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bạn. Đấy, cũng bật ra bật vào rất là ngon luôn đấy các bạn. Đây, bật ra này. Đó. Rất chắc chắn luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 80k nhá. Thì các bác lên xem là U80 nhá. Đấy, U80. Còn cái kia là U90. Đấy. Con này thì các bác lên xem là U80 nhá. U80. U80 giá của nó sẽ là 80k thôi. Đấy, 80k, còn con kia là U90, giá của nó sẽ là 90k. Nó lệch nhau 10.000. Các bác muốn lấy cái loại nào lấy, nói chung là nó cũng tương đương như nhau thôi, nó cũng chả khác gì nhau nhiều. Đấy, đây. Đấy, nó chỉ khác nhau mỗi cái đế ở dưới này thôi các bạn. Đấy. Đây. Đây nó sẽ như này các bạn. Đây một con thì là nó có qua như này, còn một con là qua như này. Đấy. Con này sẽ là U90, con này là U80. Nó chỉ vậy thôi các bạn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cũng cực kỳ là tốt luôn. Một con là 80.000, con 90.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái mã đó là cái máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, máy xay tỏi ớt. Đấy, con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. 110.000 cho con máy xay tỏi ớt này các bác nhá. Đấy, lên trên là máy xay tỏi ớt 110k. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Máy chạy thì rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Đấy các bác về cho tỏi ớt các thứ hành tiêu vào đây, các bác xay ra bình thường. Đó. Tiếp theo là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy. Máy xay tỏi ớt, một con máy xay tỏi ớt này rất là tiện để cho các bác dùng để xay trong gia đình nhà mình. Đấy, rất là tiện luôn. Nên mã giúp cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Đó. Máy xay tỏi ớt, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110k. Các bác được tặng kèm thêm dây sạc luôn. Đó. Máy xay này. Tỏi ớt này, đó, máy xay tỏi ớt nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110k cho con máy xay tỏi ớt này. 110.000. Đấy con máy xay tỏi ớt này nhá. Giá cực kỳ là tốt luôn đây các bác. Đó. Đấy, con này nó hết pin ấy, về các bác sạc vào thì nó chạy rất là khỏe luôn. Cắm sạc vào đây cho em. Đấy có tặng kèm thêm các bác cái dây sạc nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, các bác có thể mua về để sử dụng trong gia đình nhà mình rất là tiện luôn. Đấy. Lên cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy 110k, đúng trong nhà bếp thì cực kỳ là tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái con đèn nhót các bác. Đấy nó hình quả nhót như này, nó nhỏ nhỏ như quả nhót thôi. Nó chỉ bằng hai ngón tay nhá, nó chỉ bằng hai ngón tay đấy các bác. Đấy hai ngón tay em đây. Nó bằng đúng hai ngón tay luôn. Con này nó cũng có thể gập lên gập xuống được nhá, nó nghiêng được khoảng 15-20 độ nhá. Đây, nó nghiêng như này các bác. Đấy nghiêng 15-20 độ như này. Đó. Và con này thì nó cũng thuộc dạng là đèn cảm ứng nhá. Đây. Này. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Có cả đèn cảm ứng cho các bác luôn, bật tắt cho các bác luôn nhá. Đó. Đây. Đấy. Bật này, tắt này. Đấy nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi một con đèn nhót như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bao nhiêu nhỉ? 70.000 các bác nhá. Đấy, các bác nhá. Có cảm biến nhá, có cảm biến luôn. Đây các bác quan sát này. Đó, cảm biến bật tắt được luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Con này thì nói chung là cái tính năng cảm biến của nó thì nó sẽ không nhạy lắm đâu các bác nhá. Đó. Đây, đấy, bật này, tắt này. Đấy các bác nhá. Đó. Đấy thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 cho một con đèn này các bác nhá. Đó, 70k. Hàng rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Đấy, bật này, tắt này. Đó. Cảm biến này thì nó sẽ hơi chậm một tí các bác nhá. Đấy, nó hơi chậm một tí. Đây. Đấy, nó sẽ hơi chậm một tí các bác nhá. Đó. Nói chung là hàng này là hàng thanh lý thì nó chỉ như này thôi các bác nhá. Đó. Rồi, các bác lên cho em là đèn nhót nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 70k. Có tặng kèm các bác cả dây đeo như này luôn. Đấy, chọn bộ cho bác luôn. Dây đeo, dây sạc đầy đủ. Về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Các bác nào mà làm nghề làm nhiếc hoặc là hay đi đêm mà cần dùng những cái đèn siêu nhỏ nhỏ bỏ túi. Đấy, bỏ túi thì rất là ok luôn. Đó, rất là ok các bác nhá. Đó, đây. Em sẽ test cho các bác xem một con khác xem nào. Con kia thì cái cảm biến của nó thì nó hơi chậm nhưng mà nói chung là cái tính năng cảm biến thì nó cũng không quan trọng lắm nhá. Đấy em bán em nói thẳng luôn. Đấy. Đấy. Con này thì ok, con kia thì nó hơi chậm một tí. Đấy, nó mất con kia cảm biến là nó nhận hơi chậm. Cũng có thể là nó do nó hết pin các bác nhá. Đó, đây. Đấy, con này thì cảm biến rất là ngon luôn. Gạt qua gạt lại các bác này. Đó, đây các bác thấy không? Tay em chuyển động qua là nó sẽ bật tắt luôn. Đó, thấy không? Rất nhạy luôn nhá. Đó. Thì con này bên shop đang nó có chế độ là sáng mạnh này. Đấy, sáng vừa này và tắt nhá. Hai chế độ thôi.
Đấy, sáng mạnh này, đấy, sáng vừa này và tắt này. Nói chung cũng rất là sáng luôn, dùng rất là tiện. Các bác dùng để đi làm ban đêm thì ok, hợp lý. Giá rất tốt, nó nhỏ gọn nhá. Giá chỉ có 70k thôi. Lên cho em là đèn nhót nhá. Đấy, đèn nhót này. Đèn nhót giá của nó sẽ là 70k. 70k cho con đèn nhót này, nhỏ như quả nhót các bác nhá. Ok các bác.